Tất cả các bạn ăn cùng với là mình nha. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày chủ nhật và cũng là trúng ngày mùng 1 là mình ăn chay á. Mình và vợ mình sẽ làm cái món là vị chay. Chúng ta hôm nay sẽ có là nấm tiết, bí đỏ, cà chua, đậu khung, mì can. Hai cái thứ này mình sẽ chiên lên nha các bạn. Bây giờ mình đang tiến hành là mình chiên đậu khung lên nha các bạn. Còn cái mì can nè, sau quá trình mình đang chiên đậu khung, mình sẽ xác những nguyên liệu khó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xác bí đỏ trước nha. Xét xong mình sẽ cho ra dĩa như thế này, tiếp tục mình xét cà chua ra các bạn. Sơ qua nước sôi xíu vậy chứ không là nó hôi lắm. Khi nước sôi lên ra đổ vô rồi cần sơ qua như vậy thôi, bắt đầu tắt lửa, không cần phải sôi lên đâu. Tiến hành mình vớt ra là như vậy là cái sẽ thử đi được cái mùi hôi của cái nằm. Mình sẽ bắt đầu nấu luôn các bạn. Mình cho vào chảo. Nấu rồi bắt đầu mình giữ hành. Hành nén nha. Thôi chút xíu còn bắt đầu cho thịt vào. Và chua này là mình chiên cho nó lót ra để lượm màu cho cái màu nước lèo của mình. Sau khi cà chua lót nhẹ rồi, mình sẽ cho bí vào mình chiên luôn nha các bạn. Bởi vì bí này là nó lao chín, mình chiên sơ qua trước rồi chặt nó bỏ vô lòng nước cho nó cho mau thế này. Thank you.
có thành chiên mấy phần cho một cái ớt vào ra, chỉ một cái thôi. Thì cái mình là nó cũng được hai hai em. Sau khi nước đã sôi, mình bỏ cái bí và cái thịt vừa nãy là chiên vô, bỏ vào. Là chín rồi. Để cho nước nó ngọt á, mình bỏ hai cục đường phèn vào ngay. Các bạn không có đường phèn bỏ đường tót cũng được, nhưng mà thường đường phèn nó ngọt thanh hơn. Tiến hành nêm nếm nha. Nêm nếm thì tùy theo khẩu vị mỗi người thôi, mặn ngọt. Sau khi nấu xong mình bắt đầu mình cho cái nấm tiết này vào nha. Chỉ cần cho vào thôi, nó không quá là nó sẽ đục rồi. Vậy xin mời tất cả các bạn ăn cùng với nhà mình nha.